Trời, chị. Cái gì vậy? Bữa giờ chị tính sơ sơ nha. Vậy là ý chị nói là chị rước tụi em về dưới đây xong cái là chị... công cốc đó. Nó giảm, nó tránh, nó khéo mà còn không chịu. À chứ anh à. À chứ bắt chứ bắt chứ bắt. Mày về cho tao coi đó coi. Chị à, chị nói cái gì vậy? Trời đất ơi. Người ta là ở bên Hàn Quốc, còn đây nè, đây là hàng gió đá, nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa. Kỳ cục. Cái này đang hot trend đó trời, em lấy em bận á. Mà ít ra chị thấy em á vẫn còn một cái chút gì đó để cho chị lợi. À không phải, để cho chị hữu dụng. Hữu dụng. Hữu dụng. Hữu dụng. Còn cái con mắm kia rồi trời, chị tức nó nhất á. Nội cái đôi giày có cái chuông của nó thôi là bữa giờ chị tốn bộn nhất rồi. Chị là chị quê cái chuông nó lắm rồi, bữa nào tao me me tao giật cái chuông nó mới ra được. Ủa sao vậy? Em thấy nó giống, nó lắc lắc giống mấy con cún á. Thì đó, hiểu không, nhiều khi á mình làm những cái kế hoạch mà nó cần mà phải có sự mà im lặng lén lút rình mò hay là rình rập, nó đi là keng 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 keng, người ta phát hiện nó hết rồi. Ủa em chửi nó hoài luôn đó, em nói mày cất cái đó đi, mày cứ leo vậy rồi á, lỡ như làm cái nhiệm vụ gì đó rồi rồi phát hiện rồi sao, nó vẫn lì vậy. Nó... Bây giờ chỉ còn có một mình em thôi. Em là niềm tin, là hy vọng, là chân lý, là lẽ sống của đời chị. Em có thể cho chị một cái tia hy vọng nào không hả? Hay là em dìm nát hết hy vọng của chị? Em có kế sách gì không? Bây giờ em chơi hết bài, em phơi hết bài ra đây giùm chị đi. Chị, kỳ này em nói thiệt chị, em giúp cho cái bà, cái con mén huề đó đó. Ừ. Nó sẽ tức chết. Ê không được, không được, không được. Không được, không được. Em làm cho nó tức xỉu thôi được không? Bây giờ hả, là xỉu mà em coi như là xỉu hả? Xỉu rồi, nằm, rồi, xỉu bây lê, giờ, xỉu lết, bây xỉu giờ đủ chị tư muốn, thế. Chị muốn xỉu ngồi, xỉu nằm, xỉu gì em cũng chiều chị hết. Nói chung là một đống thế cho chị luôn. Rõ ràng. Trời, cái miệng linh thiệt luôn á, mới nhắc tới rồi kìa. Ủa, tự nhiên giữa trời trưa nắng nóng vậy, hai chị ngồi đây chi vậy? Thì ta, chị em ta thích tắm nắng cho đen bớt được không? À, không, chị đen nắng là đừng đừng ra. Thì ngồi ngồi chơi hóng gió. Ô mà tự nhiên không có thích ngồi cái ghế bên này nữa, thích ngồi bên ghế bên này nè. Em ngồi bên đây. Ừ. Ủa, quậy hỏi kia xíu nha. Gì? Hôm nay tứ chi không được khỏe hả? Sao có cái ghế kế bên không chịu ngồi vậy? Chị ơi, em còn trẻ nè, gân cốt của em rất là khỏe, cho nên là em đứng chút xíu cũng không sao. Chỉ có những người lớn tuổi chân cẳng không có được tốt á, cho nên mới phải ngồi thôi à. Ủa sao không có ngồi bên ghế bên kia vậy? Ủa nói vậy ngồi chi uổng vậy, ngồi chi vậy? Thì bây giờ tôi thích ngồi đó được không? Tự nhiên có cái ghế kế bên mà mình không ngồi á là người ta nói mình ngu á, biết không? Vậy á hả? Vậy nói nghe nè, mai mốt á, trước khi qua đây chơi á, uống thuốc đầy đủ vô, điều đặn vô, mình phải biết chăm sóc sức khỏe của mình, hiểu không? Ủa? Thuốc gì? Thì thuốc bổ sung nhân cách đó em. Trời mừng quá. Rồi vậy đi. Ít ra là còn biết quê, còn biết nhậu. Tự nhiên đang ngồi nói chuyện vui vẻ, tự nhiên chen vô. Ê nó nghe nè, bây giờ này vậy nè. Hồi nãy chị thấy là nó cầm một chai nước với một cái khăn, chứng tỏ là thế sĩ sắp về. Mà nếu vậy là mình phải lẹ lên, nghĩ cái cách gì đi. Thì đó, bây giờ là cái thời cơ của chị tới rồi, thời khắc của chị tới rồi, thời tới rồi. Đỡ không kịp nè. Ê nhưng mà chưa có cái gì để đỡ hết. Bây giờ em nói cái cách gì đi để chị đỡ cho. Nó có khăn với chai nước đúng không? Ừ. Đây, em có cái này cho chị. Cái khăn hả? Đúng vậy. Trời ơi,
Trời ơi, em tự nể em luôn á. Em hay thiệt á. Có bị gì không vợ? Trưa nắng thì ra đây ngồi, giờ tự nhiên còn cười nữa. Bộ không ai cười mình, không ai nói chuyện với mình cho nên mình quê hay sao vợ? Làm gì quê? Ở đây á, định đi vô trong nhà thay cái khăn lạnh khác. Tại vì anh Thế Sĩ ảnh chưa có về, cái khăn nó hết lạnh rồi chú bộ. Ai thèm nghe chuyện với người. Vậy á hả? Nó chu đáo ghê chưa? Cái khăn hết lạnh thôi là bây giờ đi vô đó thay cái khăn khác. Cái này hả mà mưa dầm thấm lâu có ngày anh sỉ mê nó cho coi. Trời ơi chị bình tĩnh đi, chị phải tin tưởng em chứ. Bây giờ có cách gì không? Thì đó, cái lý do mà em tặng cái khăn này á, nó không có phải là một cái lý do bình thường như chị nghĩ đâu. Rồi bây giờ làm sao? Trời ơi dễ mà. Bây giờ em chỉ vậy là cái khăn này không có đơn giản đâu. Chị banh nó ra vậy nè. Banh ra. Rồi, thấy chưa? Rồi. Chị phải ví dụ như người yêu mình như là một con bò vậy đó. Đó, con bò tới đâu thì mình néo vào tới đó, con bò tới đâu mình néo vào đây. Néo vào đây. Như vậy mình tấn công, như vậy mình mới thành công được. Phải phong. Sĩ ơi. Anh Sĩ. Cái gì vậy? Ủa anh Sĩ, anh bị sao vậy? Anh không sao, chắc đuôi thôi à. Trời đất ơi, làm gì vậy? Giữa trưa nắng làm khùng làm điên. Bây giờ chúng anh Thế Sĩ rồi kìa, thấy chưa? Ảnh mà có bề gì là tôi xử hai người á. Anh đi đêm dẫn anh vô nhà. Con nhỏ này màu mè là giỏi à, thấy chưa. Bây giờ tạo cơ hội cho nó nhiều Thế Sĩ ở chổng, thấy chưa? Bây giờ không biết hai người đó vô làm cái gì. Trời ơi, đi lên thành phố đi, chán ghê luôn á. Thôi chị cho chửi. Thôi được rồi, kỳ này á em sẽ nghĩ cách khác cho chị, khâm phục khẩu phục em.